tiêm Botox gây teo cơ, gây hoại tử cơ, gây mù hoặc là gây phụ thuộc vào nó. Có đúng là như vậy không? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Xin chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Dr. Huy. Và hôm nay Dr. Huy sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vấn đề, đó là Botox là gì? Và thực sự Botox có hại như mọi người nghĩ? Và ứng dụng của nó trong ngành thẩm mỹ là gì? Mình chia sẻ một chút là tại sao mình làm cái chủ đề Botox trước mà không phải những cái vấn đề như là nám, mụn, sẹo hay là filler. Bởi vì thực tế khi mình làm trên khách và tiếp xúc với những cái người thân, người quen của mình hay là bạn bè, người ta đều có cái nhìn rất là tiêu cực về Botox. Mọi người đều chưa hiểu hết Botox là gì. Và hơn nữa, khi mọi người tìm hiểu cái thông tin của Botox ấy, thì mọi người có thể hỏi qua người này người kia, hoặc mọi người lên mạng, mọi người tra những cái thông tin. Thì những cái thông tin trên mạng ấy, nó có rất là nhiều những thông tin trái chiều. Và hầu như những người viết những thông tin đó thì lại không có kiến thức chuyên môn về Botox, filler hay là về kiến thức da liễu. Vì vậy nên họ chia sẻ thường hay mang cái chiều hướng tiêu cực nhiều hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là khi mọi người có tìm được những cái tài liệu thực sự là chính thống về Botox thì mọi người đọc những cái tài liệu đó mọi người cũng không hiểu được, bởi vì nó có quá nhiều những cái thuật ngữ y lý y văn, đúng không ạ? Thế nên là hôm nay bác sĩ Huy sẽ cam kết một điều là sẽ chia sẻ cho mọi người mang cái tính chất là dùng những cái ngôn ngữ giao tiếp đời thường và những cái ngôn ngữ giao tiếp thông dụng để mọi người cùng nhau hiểu được cái vấn đề Botox là gì nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là định nghĩa về Botox. Botox là gì, được không ạ? Thì Botox là viết tắt của một cái thuật ngữ, đó là Botulinum Toxin. Dịch ra có nghĩa là độc tố của vi khuẩn Botulinum. Cái vi khuẩn này tên đầy đủ của nó là Clostridium Botulinum, được không ạ? Tuy nhiên mọi người không cần phải hiểu rõ nhiều quá về cái, nhớ cái tên của nó làm gì. Mọi người chỉ cần hiểu là nó là một độc tố của vi khuẩn. Và nhắc đến từ độc tố thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng e dè, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mọi người phải hiểu một điều là nếu mà độc tố mà chúng ta sử dụng với một cái liều lượng và theo chỉ định thì nó là có lợi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng mà quá liều lượng mà không theo chỉ định thì đó lại là một điều có hại. Mình có thể nhắc qua cho mọi người về cái lịch sử của Botox một chút. Tức là Botox được phát hiện đầu tiên vào năm 1822 do bác sĩ Kerner người Đức đã phát hiện là một cái triệu chứng ngộ độc Botox. Và sau đó người ta phân lập được vi khuẩn này, sau đó là phân loại được cái độc tố của nó. Sau đó nó có 7 tuýp. Thì tuýp A và tuýp B là mạnh nhất và người ta được sử dụng và điều trị trên người. Đấy. Đến năm 1989 thì Botox bắt đầu được FDA Hoa Kỳ chấp nhận là điều trị trong những cái chứng bệnh. Đó là những cái chứng bệnh co cơ mí mắt này, co cơ nửa mặt này, đấy, đau nửa đầu này, hoặc là co cơ do bại não. Đó. Và đến năm 2002 thì Botox bắt đầu được FDA cho phép được sử dụng điều trị trong các nếp nhăn thẩm mỹ. Đấy. Nên là Botox đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm rồi. Cái điều thứ hai đó là cái cơ chế tác dụng của Botox, tại sao mà nó lại ứng dụng trong cái điều trị trong bệnh lý và thẩm mỹ như thế. Thì đầu tiên á, thì Botox mọi người hiểu một cách đơn thuần á, là Botox sẽ có cái khả năng đó là nó làm ức chế cái xung dẫn truyền thần kinh từ thần kinh đến cơ, làm cho cơ không co nữa. Vì vậy nên đầu tiên, giai đoạn đầu tiên Botox được ứng dụng điều trị những bệnh lý mà co cơ bất thường, ví dụ như co cơ mí mắt này, co cơ nửa mặt này, hay là đau nửa đầu này, hay mọi người để ý là những bệnh nhân mà thì họ thường có cái co cơ bất thường ấy. Đấy, nên là Botox người ta sử dụng để làm giảm co cơ, để giúp cho bệnh nhân có một cái cuộc sống dễ dàng hơn. Sau này thì người ta bắt đầu sử dụng Botox trong điều trị những cái nếp nhăn thẩm mỹ, do là khi mà Botox mình đưa vào mình làm giảm cái co cơ đi thì nếp nhăn cũng bớt xuất hiện hơn. Thì đó là cái cơ chế tác dụng của Botox. Nên Botox ứng dụng trong rất là nhiều, trong cả bệnh lý và trong thẩm mỹ. Thì bệnh lý mình vừa nói qua cho mọi người rồi, đó là những cái chứng như là chứng co cơ mí mắt này, hay là co cơ nửa mặt này. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ nói nhiều cái vấn đề là Botox có ứng dụng gì trong thẩm mỹ nhá. Thì đầu tiên á, Botox có tác dụng là xóa nhăn. Bởi vì là khi mà chúng ta có tuổi một chút ấy, chúng ta cười thì nếp nhăn của chúng ta nó bắt đầu nó xuất hiện. Và khi nó xuất hiện như thế thì do cơ nó co bóp một cách quá mức, nó co lại quá mức và nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là nếp nhăn trán này, nếp nhăn trán này. Khi mà chúng ta nhướng trán lên thì chúng ta sẽ có cái nếp nhăn trán. Khi chúng ta cau mày cau có này sẽ có nếp nhăn cau mày. Hoặc là khi chúng ta cười chúng ta sẽ có nếp nhăn đuôi mắt, hay là người ta gọi là nếp chân chim đấy ạ. Đấy. Còn là nếp nhăn mũi nữa. Đấy. Nếp nhăn cổ và nếp nhăn quanh miệng.
Đó là những cái nếp nhăn mà Botox có thể xử lý được. Đây là nếp nhăn động nhé. Tuy nhiên là khi mà Botox xử lý thì nó sẽ xử lý kém hơn đối với những cái nếp nhăn tĩnh hoặc gần như không có tác dụng đối với những nếp nhăn tĩnh. Đấy, bài sau thì bác sĩ Huy sẽ chia sẻ cho mọi người là nếp nhăn động là gì, nếp nhăn tĩnh là gì. Nhưng bây giờ mọi người cứ hiểu là Botox có thể điều trị được nếp nhăn. Và những cái nếp nhăn cơ bản trên khuôn mặt thì Botox xử lý được. Đó là cái điều đầu tiên. Và Botox ấy, khi mà tác dụng vào cái nếp nhăn động như thế thì nó xóa nhăn rất là nhanh. Những cái nếp nhăn động mà mới xuất hiện ở những người càng trẻ tuổi thì điều trị càng dễ. Vì vậy nên lời khuyên của mình là những cái bạn mà muốn điều trị nếp nhăn ấy, thì nên đi điều trị sớm. Điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao. Và khi mà mình chích Botox như thế thì sau 5 đến 7 ngày thì thuốc đã có hoạt lực rồi. Và hiệu quả có thể đạt từ 80 đến 90%, kéo dài cho khoảng tầm từ 6 đến 8 tháng. Vì vậy cứ khoảng 1 năm chúng ta đi tiêm lại Botox 1 đến 2 lần để kéo dài cái tuổi thanh xuân của chúng ta hơn. Cái thứ hai là Botox có ứng dụng toàn gọn hàm bằng Botox. Những cái bạn nữ có cái hàm, đường hàm nó hơi tròn á, hoặc là hơi bạnh ra, các bạn ấy muốn là bây giờ nó mặt nó thon gọn hơn, nó V-line như người Hàn Quốc ấy, thì các bạn ấy thường là sử dụng cái phương pháp điều trị bằng Botox như thế này. Đối với cái phương pháp điều trị bằng Botox như thế này ấy, thì sau khi làm khoảng 1 tháng thì hiệu quả thấy rất là rõ và hiệu quả cũng kéo dài được từ 6 đến 8 tháng nhé. Đó. Tuy nhiên thì thon gọn hàm nó chỉ áp dụng được đối với những cái bạn mà có khối cơ cắn bị phì đại thôi. Tức là chúng ta sờ tay lên khuôn mặt, sau đó chúng ta cắn mạnh mà thấy cái khối cơ cắn nó to, nó phì ra và làm hàm của chúng ta bệnh ra ngoài thì chúng ta có thể sử dụng được. Còn đối với những bạn mà chúng ta do cái mặt của chúng ta nó đầy đặn, do là mỡ hoặc là do cái xương, do cấu trúc xương hàm dưới nó bệnh ra như thế thì chúng ta không thể áp dụng phương pháp này, hoặc là nên sử dụng những phương pháp khác. Cái thứ ba là tác dụng của Botox trong điều trị những cái vấn đề về tăng tiết mồ hôi. Ví dụ như là một số người có cái chứng bệnh là tăng tiết mồ hôi tay này, tăng tiết mồ hôi chân này, hoặc là tăng tiết mồ hôi nách gây ra cái hiện tượng hôi nách, hay là một số người sẽ nói là viêm cánh đấy ạ. Thì đối với cái tình trạng tăng tiết mồ hôi tay, mồ hôi chân và mồ hôi nách sẽ gây cho chúng ta cái tình trạng rất là khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy là Botox khi mà tiêm vào những tại những cái vị trí như thế thì nó làm giảm tiết ở cái tuyến mồ hôi tại chỗ, làm cho tay của chúng ta nó khô ráo, nó không bị tiết nhiều mồ hôi nữa, hay bản thân như nách, nách sẽ không tiết nhiều mồ hôi nữa và sẽ không sinh mùi, bởi vì không có mồ hôi thì vi khuẩn tại đó không phân giải được cái mồ hôi đó ra thành mùi nên sẽ không còn mùi nữa. Đó. Và cái phương pháp này thì có hiệu quả rất là nhanh, sau 3 đến 5 ngày đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Hoạt lực mạnh nhất của nó kéo dài khoảng được 6 đến 8 tháng, cũng như những cái phương pháp tiêm xóa nhăn hay là tiêm thon gọn cũng được 6 đến 8 tháng. Và sau thì các bạn phải tiêm dặn lại. Đối với những cái thời tiết nó nóng nực như mùa hè như thế này thì chúng ta tiêm Botox chúng ta thấy hiệu quả rất là rõ. Còn những bạn mà thấy nha, mùa đông á mà tiêm á thì hiệu quả nó sẽ thấy là nó sẽ giảm hơn, bởi vì mùa đông thì thường chúng ta ít tiết mồ hôi và trời rất là lạnh. Đấy, mùa hè này chúng ta nên tiêm. Tất nhiên là điều trị hôi nách thì có thể có nhiều phương pháp nữa, tuy nhiên Botox là một phương pháp không xâm lấn mà có hiệu quả cao. Thì đó là những cái ứng dụng của Botox trong thẩm mỹ. Vấn đề số 3 mình muốn nói với các bạn là Botox có hại hay không. Một vài người đặt câu hỏi cho bác sĩ, thậm chí là khách hàng này, hay người nhà này, hoặc thậm chí cả những bác sĩ da liễu mà không làm về mảng thẩm mỹ thì họ cũng hỏi mình rất câu hỏi rất hay, như là tiêm Botox thì có gây hoại tử cơ không, tiêm Botox thì có gây thối thịt không, tiêm Botox thì có gây cái hiện tượng là cơ bị teo, cơ bị nhão, rồi làm có mù mắt hay không. Nghe rất là đáng sợ đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì bác sĩ Huy cũng xin trả lời luôn, đó là hiện tại trong những nghiên cứu khoa học thì tiêm Botox không có những cái tác dụng phụ trên, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là mình sẽ không mắc phải những vấn đề như thế. Đó, hoặc thậm chí một vài bạn còn hỏi là nếu mà em không điều trị nữa, em không sử dụng Botox nữa thì nó có bị phụ thuộc vào thuốc không, hoặc là làn da của em có bị chảy xệ hay không. Thì thực tế mà nói thì nó sẽ không có những tác dụng phụ đó. Và sau đây thì bác sĩ Huy sẽ liệt kê cho mọi người xem những cái tác dụng phụ của Botox nhé. Tác dụng phụ đầu tiên đó là bầm tím sau khi tiêm. Tác dụng phụ thứ hai đó là chúng ta có thể bị dị ứng. Tác dụng phụ thứ ba đó là mặt chúng ta có thể cứng đờ như tượng sáp. Tác dụng phụ thứ tư chúng ta có thể bị sụp mí hay nụ cười bị méo mó. Đầu tiên đối với cái tình trạng bầm tím. Bầm tím thì do là khi mà kim đưa vào để đưa Botox vào và nó chạm vào mạch máu thì mạch máu nó vỡ ra gây ra hiện tượng bầm tím. Thì hiện tượng này thì nó sẽ xảy ra nhiều cái đối tượng người già hơn, bởi vì là cái thành mạch của họ yếu.
cái da của họ rất mỏng nên khi mà tiêm vào thì dễ bị chạm phải mạch. Đây là điều đầu tiên, và cái khả năng cầm máu của họ cũng kém hơn. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn yên tâm là cái hiện tượng này nó sẽ giảm dần từ 7 đến 21 ngày theo cái chu trì thoái triển của hồng cầu. Nên nó sẽ mất đi và nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mọi người cả, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Vấn đề số 2 đó là tiêm Botox gây dị ứng. Thì bản thân Botox là một cái protein lạ. Và khi là một cái protein lạ như thế đưa vào cơ thể con người thì cũng có thể gây dị ứng. Như các bạn ăn hải sản ấy, các bạn cũng có thể dị ứng, hay các bạn dùng mỹ phẩm lạ, các bạn vẫn có thể dị ứng cơ mà. Thì tiêm Botox cũng có thể bị dị ứng. Đó. Tỷ lệ dị ứng thì mình làm trên khoảng 1.000 khách thì sẽ có khoảng gặp 3 đến 4 khách bị dị ứng. Và cái dị ứng này thì nó có tùy mức độ nhé. Nhẹ thì chúng ta có thể bị ngứa tại vị trí đó, có thể nổi rát đỏ. Đấy. Có thể làm nước mắt, nước mũi chảy ra nhiều. Đấy, xong rồi khó thở, phát ban, hoặc thậm chí là sốt, triệu chứng giống với cảm cúm, đau đầu nữa. Đấy. Nên là khi mà có những cái triệu chứng này thì mọi người hãy liên hệ với bác sĩ điều trị của mọi người để đưa ra những cái phương án xử lý thật là nhanh. Điều số 3 là tiêm Botox có thể gây đờ mặt. Thì một số khách hàng, một số bạn ấy tiêm Botox ấy, khi mà tiêm thì các bạn ấy tiêm nhiều vùng trên khuôn mặt quá và đưa một số lượng lớn Botox vào. Thì vô hình chung các bạn cứ thử tưởng tượng là bây giờ cơ nó đang co bình thường, bây giờ nó không co nữa. Thì các bạn biểu cảm cho khuôn mặt nó rất là khó. Khuôn mặt nó bị gọi là mất khả năng biểu cảm. Thế nên là lời khuyên của mình cho các bạn đó là khi các bạn xóa nhăn bằng Botox thì các bạn làm một vùng một thôi, 1 đến 2 vùng. Sau đó thì chúng ta sẽ làm vào buổi sau. Đấy, để giảm cái tình trạng này. Cái tình trạng cái khuôn mặt nó cứng như tượng sáp như này nó sẽ mất đi khoảng sau 2 đến 3 tháng các bạn nhé. Và nếu mà các bạn sử dụng những cái phương pháp xoa bóp hoặc là chườm ấm thì nó sẽ hết nhanh hơn. Cái thứ tư đó là Botox có thể gây ra cái hiện tượng là sụp mí hoặc là cười méo. Hay là người ta thường nói là nụ cười cười đẻo đấy. Bởi vì cười chỉ nhếch một bên mép thôi. Bởi vì nguyên nhân là do là cái bản thân cái người mà tiêm cho các bạn ấy, người ta không hiểu rõ về vị trí giải phẫu. Nên người ta tiêm sai. Và khi mà tiêm sai vào cơ ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cơ cười trên khuôn mặt này. Cơ gò má lớn, cơ gò má bé hoặc là cơ cười. Và nó sẽ làm cho các bạn cười nó sẽ không được đẹp nữa, mà sẽ chuyển thành cái nụ cười nó bị méo mó. Và cái tình trạng này nó sẽ xảy ra khoảng 2 đến 3 tháng nó sẽ tự hết. Nên các bạn hoàn toàn không quá lo lắng nhé. Tuy nhiên thì có thể dùng những cái biện pháp như xoa bóp hoặc là chườm ấm thì sẽ giúp các bạn giải quyết cái tình trạng này nhanh hơn. Đó. Còn một cái biến chứng nữa là cái biến chứng bị sụp mí. Thì khi mà tiêm quá gần ổ mắt sẽ gây ra hiện tượng sụp mí. Và hiện tượng này cũng giống như cái hiện tượng cười méo miệng, thì nó sẽ mất đi khoảng sau 2 đến 3 tháng, nên chúng ta không quá lo lắng. Và cứ thấy một cái triệu chứng bất thường gì đó thì các bạn hãy liên hệ với cái bác sĩ, cái người điều trị cho các bạn ấy, để xin các lời khuyên của họ và có những cái phương án xử lý kịp thời để tránh những cái tai biến biến chứng và những cái di chứng của nó. Vừa nãy thì bác sĩ Huy vừa nói cho mọi người về tai biến của Botox, đúng không ạ? Nghe hết các tai biến thì có vẻ như là mọi người sẽ hơi sợ khi mà điều trị bằng Botox. Tuy nhiên thì bản thân mình điều trị cho rất là nhiều khách hàng và cũng là sử dụng Botox trên cả khuôn mặt của mình. Ví dụ như mình đã làm trán này, cau mày này, nhăn mũi này, nhăn mắt này, và thon gọn, gần như mình làm gần hết. Thì mình thấy là cái hiệu quả của Botox rất là tốt và nhanh, tức là sau khoảng tầm 5 đến 7 ngày các bạn đã thấy rõ hiệu quả rồi. Và các cái nếp nhăn thì nó được gần như nó giải quyết được triệt để. Thậm chí là thon gọn mình cũng thấy là khuôn mặt của mình thon gọn hơn rất là nhiều. Nên là mình vẫn sử dụng Botox sau 5 đến 6 tháng mình sử dụng một lần. Đấy. Nên là các bạn không phải quá lo lắng. Lời khuyên của mình đưa ra cho các bạn đó là thứ nhất là chúng ta nên lựa chọn những cái cơ sở thực sự là có uy tín, những cái bác sĩ đã lành nghề rồi, có kinh nghiệm thì sẽ kiểm soát được toàn bộ cái tai biến biến chứng, thì các bạn sẽ rất là yên tâm khi bạn làm dịch vụ, đúng không ạ? Cái thứ hai là một rất là hữu ích cho các bạn mà các bạn có thể áp dụng, tức là nếu mà các bạn thực hiện trị liệu Botox ở đâu đó thì các bạn nên xin họ cho phép được xem cái nhãn của Botox sử dụng cho các bạn là cái nhãn hiệu nào, có phải là còn hạn sử dụng hay không, có được lưu hành trên thị trường hay không. Nên các bạn phải xin phép người ta cho xem, nếu mà ok thì các bạn hãy làm, còn không thì chúng ta hãy thôi. Bởi vì là thực tế mà nói thì
mình không biết là họ tiêm chất gì vào cơ thể của mình thì mình rất là sợ đúng không? Nên là mình cứ chắc chắn. Đấy, nên là mình đưa ra cho các bạn, bác sĩ Huy đưa ra cho các bạn hai lời khuyên hữu ích như thế. Đó. Và đó là tất cả những cái nội dung mình đã trao đổi cho các bạn hôm ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn thấy những cái nội dung này thực sự có ích, hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực thêm làm những video mới hữu ích hơn cho các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi nói chuyện lần sau.